anh thức giấc nhớ em, viết nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn cầm. Thưa quý vị, rượu này ta rót vào ly để cho thắm nghĩa của tình đôi ta. Ly này xin được mời cha đắp công nuôi dưỡng đôi ta nên người. Ly này mời mẹ kính yêu chọn tình vẹn hiếu xứng là rể dâu. Và bây giờ chú rể sẽ mời vị đại diện nhà gái và cô dâu sẽ mời vị đại diện nhà trai. Và tiếp theo chú rể sẽ kính rượu mời bố và cô dâu sẽ mời mẹ ly rượu cảm ơn của hai con dành cho cha mẹ. Và xin mời cả nhà xích lại gần nhau một chút ạ. Xin mời cô dâu rể sẽ trở bên giữa ạ. Rồi ạ, ok ạ. Thưa quý vị, đang hiện diện ở trên sân khấu đó chính là hai vị đại diện và bố mẹ thân sinh của chú rể Hữu Tuấn và đôi uyên ương hạnh phúc cho ngày hôm nay. Chú rể Hữu Tuấn và cô dâu Võ Hương với ly rượu mừng trong ngày hạnh phúc. Và bây giờ xin được kính mời đại gia đình sẽ nâng ly để chúc mừng cho ngày hôm nay. Và xin mời cô dâu chú rể hai bạn sẽ cùng hướng về nhau lồng tay để uống rượu giao bôi. Và xin mời quý vị cùng nổ chào một tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho đại gia đình ạ. Chúc mừng cho tình thông gia của hai họ. Và xin cảm ơn, xin mời hai vị đại diện cùng bắt tay nhau để thể hiện tình đoàn kết của hai họ. Xin được chúc mừng ạ. Và bây giờ sẽ là những món quà ý nghĩa bố mẹ thân sinh của chú rể sẽ trao gửi cho hai con trong ngày hôm nay. Xin mời hai bác. Và bây giờ tình cảm của những người cha người mẹ khi sinh con ra luôn mong muốn dành cho con những điều tuyệt vời nhất. Và ngày hôm nay còn niềm hạnh phúc lớn lao nào hơn khi cha mẹ đã được chứng kiến hai con xây dựng hạnh phúc trăm năm. Và ngày hôm nay bố mẹ thân sinh của chú rể có món quà trao gửi cho hai con. Xin được kính mời. Thay lời cho cô dâu và chú rể cảm ơn những tình cảm thân thương của bố mẹ thân sinh. Một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm thân thương yêu mến của quý vị quan viên hai họ cho ngày hôm nay. Thay lời cho đại gia đình kính chúc quý vị sức khỏe hạnh phúc tràn ngập niềm vui. Đúng vào chụp ảnh, đúng vào chụp ảnh. Và bây giờ sẽ là những hình ảnh đẹp nhất của cô dâu chú rể với bố mẹ thân sinh. Xin cảm ơn hai bác rất nhiều ạ. À.